Rồi giờ đi đi. Đi để nó khoái. Hả? Đi chơi chết thử đó thôi. Đi. Đó. Đó. Đấy là đi ngon lành. Cái đứng thẳng này là nó bước tư đi. Cứ đi. Rồi đi, cả đi cả múa thôi. Rồi, lên đường về luôn. Đúng rồi, dập qua đây. Đối với cái chàng còn sống ấy, mà khi ép cái chân ông này được cái lặng hết đau rồi, hiểu chưa? Đó là cái cuộc sống bắt đầu là nó
đứng dậy. Nó lại là đi để nó làm. Nhắc được chân rồi đó. Không còn đẹp nữa. Không còn rồi. Cái bông hoa không bốt nữa. Thứ tư, cứ bình tĩnh, rồi đi nhanh lên. Cảm thấy cạc cười luôn chứ. Đấy. Đi vô ở nhà cũng vậy, cũng hơn coi trên mạng, vợ nắng cái vợ, cô nắng cho đi được, ra đây ra, ra ngoài nhà thích quá. Thế xong ra ngoài nhà ngồi ngồi, đứng thấy nó cứ cộng cái sòng lại hòm. Rồi đi nhanh lên đi, có mẹ gì. Rồi, vậy được rồi. Rồi, còn đi đường giữa sướng nữa. Rồi, ok. Rồi, vừa ngang ngắn rồi, rồi, được rồi. Hốp đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khoa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858 800 2299 hoặc 0937 853823, Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652 0326811258.